Chào các bạn đến với buổi sáng của mình. Bún mắm. Chết ơi. Rồi, chào các bạn đến với bữa ăn sáng của mình, bún mắm. Nãy mình giới thiệu, mình quay sơ rồi đó. Anh có rau tèo nèo nè, rồi bún súng nè. Bún súng á thì có chợ trụng vô cái đậm, nhưng mà ăn sống ngon không? Tại vì thịt nạn người ta ăn mắm kho á các bạn. Người ta ăn, mà mình khoái ăn này nó ăn nó nha, nó sột sột sột. Làm miếng chả cá các bạn. Này bà xã bà nấu á, đồ nguyên liệu bà mua sẵn bà để rồi hoặc là bánh phở bún hay gì đó, bún bò hay gì đó, hủ tiếu gì đó muốn ăn là sáng có thể dậy sớm đun nước nước lèo lên là trụng đồ ra là ăn rồi mình đi làm. Nói chung là cũng rất là nhiều món để thay đổi bữa ăn sáng của mình. Nếu mà phải đi ăn ngoài á, thì mình sẽ tìm mấy quán xung quanh xóm như bánh phở, hủ tiếu hay là bún bò á. Còn đây á cũng có bà có làm, phải làm mì tươi nè, bún bò rồi bún mắm rồi bánh canh hay cái gì á. Ví dụ mà đồ nước lèo ngon, đồ phụ tùng như là nguyên liệu như bò hay là chả mực kia ngon á thì cũng không có ngán bún hay gì á thì mình ăn mì tôm. Mực mini à, mực ngang mini à. Gần đây là ăn sáng ở nhà ha, bà nấu. Còn nếu mà không ăn đó, thì ăn xung quanh những cái quán đó, khu mình người Bắc có nhiều món người Bắc lắm. Bà thì người, bà xã mình người Nam nên nấu theo kiểu món Nam ha. Còn xung quanh khu mình như là phở Mộ Dịch, phở Lý Quốc Sư gì. Một số các cửa hàng có một dãy luôn á là bán về bún chảo quạt á, người ta Hà Nội á, người ta bún thịt nướng, nem nướng á, rồi quạt á, anh có một dãy luôn, người ta gọi là bún quạt chả, bún chảo quạt gì đó, đại khái là vậy. Rồi có một số món người Huế như bún bò ô bui ô nhớ gì đó. Tôm chất lượng ha, đầy đủ, ăn sáng một tô ăn sáng về quá ngon. Bà xã mình người miền Nam nên ăn cái hương vị người Bắc á, không có quen. Ví dụ như phở, bà ăn phở Nam không? Mấy cái phở Bắc như là Lý Quốc Sư hay là Bách Đàn á là không ăn quen. Hay cả bánh cuốn cũng vậy, bánh cuốn bánh ướt ở khu mình á, người Bắc người ta cũng có nhiều người làm không, Bắc Trung Nam, nhưng mà để ý á, cái món mà bánh cuốn người Bắc người ta cuốn dày lắm, bà ăn bà không thích nữa. Mình thì do gốc Bắc nhưng mà đẻ sinh ra và lớn lên ở trong đây ăn cũng quen thôi. Cũng cả cũng đầy đủ ha, mực tôm chả cá chỉ thiếu cái thịt heo quay thôi. Ủa theo quay thì mới đúng một cái tô bún mắm đặc sắc, nhưng mà buổi sáng sớm mà có mấy cái đồ này thì để tủ lạnh
có sẵn rồi, xong rồi ra đun lên nước lèo nên là đun lên là ăn thôi, chứ còn heo quay là chưa có chuẩn bị. Pha ly cà phê đem theo đó, đi làm là ăn sáng uống cà phê tại nhà cho tiết kiệm. Mấy rau này ăn sống cũng được nhưng mà trụng vô cho nó đậm đậm thôi chứ không có gì cả. Ăn sống súng nó cứ rồ rồ không hay nó đã cái miệng mà vui cái tai không. Nào, nếu không có thời gian đó mày đi làm gấp á, có công việc gấp hay cái gì á thì ăn đại bánh mì, mua bánh mì ở ngoài. Mà ăn bánh mì buổi sáng á không có tô nước đâu nào, ngày trưa nhanh đói lắm. Ăn mắm này phải ăn nhiều rau mới đã, nó trụng nhiều rau ăn cho nó cân bằng lại cái vị mắm. Khu mình không có bán bún mắm, trước giờ không có, nay á thì gần đây xuất hiện có một quán là nhỏ đó, nó bé đó nó bán bún chả cá, bún chả cá sứa rồi cá thu rồi chả cá của Nha Trang, ăn cũng được lắm, cũng đông lắm. Nhưng mà sau này bán thêm bún mắm nữa, thỉnh thoảng hai vợ chồng có ghé ăn, mà giờ bây giờ cảm giác nó, bún mắm là bán thêm mà bây giờ cảm thấy ăn bún mắm còn ngon hơn chứ bún chả cá của nó. Ghé nó là ăn, ngày xưa là ghé chủ yếu anh muốn chả cá, bây giờ ghé chứ vô làm bún mắm. Mà đúng rồi, tô bún mắm nó chất lượng lắm. Có như các bạn cứ hình dung đi, một tô bán bún chả cá hay là bánh canh chả cá cá sứa, tô ngày xưa nó bán nó 20 ngàn, đúng không, 25 giờ 25 ngàn là chả cá thôi, giờ thêm sứa vô đi thì 30 ngàn, có chả cá với sứa à. Còn ai mà thèm ăn thêm khứa cá thu thì 40 chẳng hạn. Nhưng mà so với tủ mắm nha, chả cá nè, mực nè, mấy miếng mực rồi mực con nữa, rồi tôm nè, rồi cá nè, đó, heo quay nữa nè, coi cái tô chất lượng hơn, 40 ngàn là phải đúng rồi, 40-50 ngàn là ăn cũng đáng đồng tiền. Khứa cá trộm hết rau ăn xong rồi kết thúc không. Nói chung mà video mình cũng đơn giản thôi, ăn sáng với bún mắm, trò chuyện với các bạn một chút thiếu thôi ha. Rồi đi làm cầm theo ly cà phê nó để đi làm gần nhà nên cũng thoải mái các bạn. Rồi xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video ha, cái like subscribe ủng hộ kênh của mình ha, chỉ là chia sẻ về cuộc sống của mình thôi, cuộc sống gia đình, cuộc sống Sài Gòn thôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.